Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, hoa xuyến chi là một loại hoa dân dã rất quen thuộc với tuổi thơ của nhiều người ở các vùng quê. Một loại hoa chỉ được xem là hoa dại và ít người dân quan tâm. Tuy nhiên, trong y học, loài hoa này đã được nghiên cứu và có rất nhiều tác dụng như trị sót, chữa rắn cắn, chữa đau đầu, vân vân mà ít ai biết đến. Hôm nay, Sức Khỏe Tự Nhiên sẽ đồng hành cùng bạn để tìm hiểu cụ thể về loài cây này nhé. Cây hoa xuyến chi. Xuyến chi còn được gọi là đơn bút hoặc đơn kim, cây cúc áo, sông nha long, quỷ châm thảo, được biết đến như là một biểu tượng của tuổi thơ. Là giống cây mọc hoang thành bụi, cao khoảng 1 mét hoặc hơn, lá đơn, lá mọc đối thì cũng dài, còn lá chét hình mác thì cũng ngắn, phần đáy hơi tròn, mép lá chét có hình răng cưa to, có thể có lông thưa hoặc không. Cành rộng, thường mọc theo nhóm, cụm hoa tựa hình đầu, có gai màu vàng, mọc đơn độc hoặc nhiều hơn ở nách lá hay đầu cành. Hoa có 3 hoặc 5 cánh màu trắng, bao quanh nhị vàng, sau này nhị hoa trở thành hạt, có dạng quả bé, đầu hạt có gai. Những gai này giúp cây nhân giống bằng cách di chuyển theo gió, bám vào con vật hoặc con người, từ đó sinh trưởng và phát triển. Đặc điểm của hoa xuyến chi khá giống so với hoa cước lợn. Cây xuyến chi có nguồn gốc từ Ấn Độ, cho đến thế kỷ 16 thì phổ biến ở các nước châu Âu, châu Phi. Ở Việt Nam, xuyến chi có hầu như khắp cả nước, từ các tỉnh vùng núi phía Bắc cho đến các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Cây mọc nhiều ở ven đường tàu, triền đê, bờ mương, gành đá, bãi đất hoang quanh nhà, vân vân. Ở bất kỳ môi trường, thời tiết nào, cây cũng phát triển và nở hoa. Xuyến chi nở hoa vào hai mùa, tháng 3 đến tháng 5 và tháng 8 đến tháng 10. Để thu hái được cây đạt hàm lượng cao nhất, người ta thường cắt thành cây, trừ rễ vào những mùa hoa, tức là vào tháng 4 hoặc tháng 9, rửa sạch dùng tươi hoặc phơi khô để làm thuốc. Theo đông y, xuyến chi có vị đắng, ngọt nhạt, hơi cay, tính hàn, giúp thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, còn có tác dụng chữa các bệnh ngoài da do mẫn cảm, mẫn đỏ, chữa viêm họng, viêm ruột, viêm thận cấp, mài đay. Do chứa nhiều thành phần hóa học nên hoa xuyến chi được dùng để chữa ho và giảm đau. Ngoài ra, còn chứa rất nhiều thành phần hóa học khác tốt cho sức khỏe như nước 9,8%, magie 2,3%, mangan 2,2%, phospho 1,6%, gram 1,2%, canxi 1,1%, kẽm 0,03%, sắt 0,02%. Tác dụng chữa bệnh của hoa xuyến chi. 1. Bệnh đường ruột. Chặt cả cây thành đoạn ngắn rồi phơi khô, dùng đun nước uống thay trà. 2. Chữa trẻ bị sốt cao. Dùng 2g lá và hoa xuyến chi, xài đất 20g, giã nát, lọc lấy nước cho trẻ uống 2-3 lần trong ngày. Bã thuốc đắp vào gam bằng chân cho trẻ. 3. Chữa đau lưng do làm quá sức. Dùng 150g xuyến chi, 250g đại táo, cho thêm đường đỏ và chút rượu trắng, đun lửa nhỏ cho táo nhừ, chắc lấy nước uống 4-5 lần trong ngày, liệu trình 10 ngày. 4. Chữa rắn cắn, mài đay, lở loét. Giã nát 10g xuyến chi tươi và đáp vào vết thương. Đối với rắn cắn, còn có thể thực hiện như sau. Sắc lấy nước 90g xuyến chi tươi, chia thành 3 lần uống trong ngày, cũng đồng thời giã nhuyễn hỗn hợp gồm 60g xuyến chi tươi và 60g cải tía rừng, đắp lên chỗ bị rắn cắn.
5. Mặn ngứa do dị ứng thời tiết. Cho 200g xuyến chi cùng với 4 đến 5 lít nước để tắm, dùng bã trà sát lên người để hiệu quả hơn. Sau 1 đến 2 lần tắm sẽ có kết quả. 6. Chữa đau mắt đỏ. Lá xuyến chi tươi giã nát rồi đắp lên mi mắt bị đau. 7. Giảm đau nhức răng, viêm lợi. Giã nhuyễn lá và hoa xuyến chi đã rửa sạch cùng chút muối hột, vo thành viên nhỏ rồi đặt vào chỗ đau. Hoặc cũng có thể ngâm qua đêm 15g hoa xuyến chi, hoặc có thể ngâm qua đêm 15g hoa xuyến chi với 200ml rượu, ngậm 2 lần trong ngày. 8. Chữa cảm tích ở trẻ nhỏ. Lấy 15g lá cây xuyến chi và 60g gan lợn. Xếp lá cây đã rửa sạch xuống đáy nồi, đổ nước và đặt gan lên trên, hấp chín. Chia gan thành 2 lần ăn trong ngày, ăn liên tục trong 5 đến 7 ngày. 9. Điều trị chấn thương, phần mềm, tụ máu. Lấy 15g lá và hoa cây xuyến chi với 15g lá cây đại giã nát, cho vào băng gạc, đắp lên vết thương, thực hiện ngày 1 đến 3 lần cho đến khi máu tụ tan, hết đau thì ngưng đắp. 10. Viêm thận cấp tính. Sắc lấy nước 15g đọt non xuyến chi thái nhỏ, sau đó đập một quả trứng gà vào nước, thêm một ít dầu vườn rồi nấu chín, ăn một lần trong ngày. 11. Trị chấn thương do bị đánh, bị ngã. Đun lấy nước 60g xuyến chi, hòa 30ml rượu vang, uống lúc nóng, chia ngày 2 lần uống. 12. Viêm gan virus. Dùng 20g lá và hoa xuyến chi, 20g chó đẻ răng cưa, dịp hạ châu, 15g bồ bồ, 15g cam thổ đất, 12g hạt dành dành, sắc lấy nước uống ngày 1 thang. 13. Viêm gan, vàng da do thấp nhiệt. Sắc lấy nước từ 30 đến 60g xuyến chi, hoặc cho thêm vào 30 đến 60g đại táo, ngày 1 thang. 14. Trị chứng đau nửa đầu. Dùng 30g xuyến chi, 20g trân châu mẫu và 3 quả đại táo, sắc lấy nước uống ngày 1 lần. 15. Chữa đại, tiểu tiện, xuất huyết. Sắc lấy nước uống từ 30 đến 60g xuyến chi. 16. Dạ dày bị trướng đau. Hầm chín 45g xuyến chi với 100g thịt lợn, cho chút gia vị và rượu vào hầm cùng, ăn trước bữa ăn. 17. Chữa lị do nhiễm khuẩn. Cho 100g đọt non xuyến chi đun lấy nước. Nếu bị xích lị, phân lẫn máu thì cho vào ít đường trắng. Nếu bạch lị, phân chỉ có chất nhầy thì cho đường đỏ, chia thành 3 lần uống trong ngày, liệu trình 3 ngày. 18. Viêm họng, viêm thanh quản do nhiễm lạnh. Dùng 15g xuyến chi, 15g xài đất, 15g kim ngân hoa, 15g cam thảo đất, 15g lá húng chanh. Rửa sạch tất cả và đổ vào 750ml nước, sắc nhỏ lửa, cho đến khi còn 300ml. Chia 300ml thành 3 lần uống trong ngày, liệu trình 7 ngày. Chú ý vệ sinh răng miệng sạch sẽ. 19. Đau lưng do thận hư. Dùng 60g xuyến chi, 30g hồng táo, đun lấy nước, uống 2 lần trong ngày. 20. Chữa viêm ruột thừa. Sắc lấy nước 60g xuyến chi, thêm vào 60ml mật ong, chia thành 2 lần uống trong ngày. 21. Trị đau nhức do phong thấp. Lấy 30 đến 60g hoa xuyến chi, rửa sạch, sắc lấy nước uống ngày 2 đến 3 lần, hoặc cho thêm 30g xuống ngô đồng, sắc cùng 30 đến 60g xuyến chi, lấy nước uống, liệu trình 10 đến 15 ngày. Ngoài những bài thuốc trên, người dân ở các tỉnh miền Trung như Nghệ An còn dùng loại đọt non của cây này để luộc ăn giúp thanh nhiệt. Vì nó có mùi và vị hơi khó ăn nên không phải ai cũng có thể ăn được. Họ còn dùng hoa xuyến chi giã nát, ngâm nước cho đặc, cũng giết được nhiều bọ gậy.
Một điều rất đặc biệt của loài hoa này là thu hút rất nhiều côn trùng. Vì mặt hoa rất thơm, mặt hoa từ hoa xiến chi được khách hàng khá ưa chuộng vì mật ong này có độ trong suốt cao. Một điều rất đặc biệt của loài hoa này là thu hút rất nhiều côn trùng. Vì mặt hoa rất thơm, mật ong từ hoa xiến chi được khách hàng khá ưa chuộng vì mật ong này có độ trong suốt cao. Là loại mật ong sạch vì là hoa cỏ tự nhiên, không dính thuốc trừ sâu, hóa chất. Những lưu ý về cây hoa xiến chi cần biết. Cây xiến chi có tính hút độc rất mạnh, nên những cây hoa xiến chi được thu hái ở khu công nghiệp, nơi nhiều khói bụi, sẽ có hàm lượng kim loại nặng và độc tố có trong dịch chiết rất cao. Do đó, nếu vô tình dùng phải loại cây này, bệnh không những không thuyên giảm mà còn vô tình mang chất độc vô người. Vì vậy, khi dùng cây xiến chi như một cây thuốc chữa bệnh, cây phải được thu hái ở trên núi cao, nơi có không khí trong lành và không bị ô nhiễm mới có thể đảm bảo chất lượng của cây. Do cơ địa mỗi người mỗi khác nhau, nên tác dụng của thuốc đối với mỗi người đôi khi cần phải gia giảm thêm sao cho phù hợp. Vì thế, khi áp dụng các bài thuốc trên, cần được bắt mạch, có chẩn đoán và tư vấn cụ thể. Ở nhiều vùng quê, mọi người hay bị nhầm lẫn trong tên gọi của cây hoa xiến chi với cây cước lợn, dù hình dáng của chúng hoàn toàn khác nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.